Trưa 23 tháng 7 theo giờ New Zealand, tiền vệ giàu tốc độ Nguyễn Thị Thanh Nhã đã quay trở lại tập luyện. Đây là sự bổ sung rất cần thiết về mặt lực lượng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7. Trước đó, Thanh Nhã đã không thể ra sân trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ do chưa hồi phục thể lực. Tuy nhiên, nữ tiền vệ này đã sẵn sàng tập luyện trở lại. Trước khi buổi tập diễn ra, Thanh Nhã cùng toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam đã lắng nghe huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò, chia sẻ. Ghi nhận tại buổi tập, tiền vệ Thanh Nhã rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng một số cầu thủ dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, các gương mặt đá chính ở trận đấu với Mỹ như Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Thái Thị Thảo chạy bộ thả lỏng. Tính đến hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tất cả các cầu thủ. Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng cho trận đấu với Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam được góp mặt vào sân chơi lớn nhất là World Cup, em cảm thấy rất là háo hức và hạnh phúc. Em cảm thấy rất là tự tin và quyết tâm cũng như là toàn đội ạ. Chị Vân bị đau nên là em cũng luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵn sàng tốt nhất. Trần Thị Hải Linh cũng chính là cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam được ban tổ chức yêu cầu đi thử doping và tiền vệ trẻ này đã nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra bắt buộc. Sau trận đấu hôm qua thì em phải đi thử doping và về muộn, sau đó là gia đình rất lo lắng và gọi cho em không được vì để hỏi xem vết thương của em như thế nào. Sau đó em cũng chia sẻ là em không sao và em rất là hạnh phúc vì được đá chính trong trận đấu ngày hôm qua. Trước giải em cũng kiểm tra một lần rồi nên là hôm qua em thấy bình thường, em vào em cũng thực hiện được luôn ạ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập tại sân tập Fred Taylor Park của thành phố Auckland trước khi di chuyển đến thành phố Hamilton vào ngày 26 tháng 7. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thi đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 tại sân vận động Waikato, cách thành phố Auckland 125 km.